Sáng ngày 28 tháng 3, Bộ Tài chính tổ chức họp báo về kết quả cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2018 và giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2019. Thông tin tại buổi họp báo cho biết, nguyên nhân chậm nhất trong cổ phần hóa là xử lý đất đai và đây vẫn là vấn đề trọng tâm phải thực hiện trong năm 2019. Trong năm 2018, đã có 23 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị doanh nghiệp là 31.706 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 16.739 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 20.278 tỷ đồng. Lũy kế giai đoạn 2016-2018, đã có 159 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị doanh nghiệp là 442.275 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.024 tỷ đồng. Theo ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính, tiến độ triển khai cổ phần hóa trong năm 2018 còn chậm, chưa đạt được theo kế hoạch. Nhiều đơn vị có số lượng doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa lớn nhưng chưa thực hiện theo đúng kế hoạch và chưa báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiến độ thực hiện. Ông Đặng Quyết Tiến cho rằng, bên cạnh nhiều lý do khác, nguyên nhân lớn nhất của việc chậm cổ phần hóa là xử lý đất đai. Vì vậy, trong năm 2019, đây vẫn là vấn đề trọng tâm phải thực hiện. Cũng theo Bộ Tài chính, việc triển khai thoái vốn nhà nước còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số bộ ngành địa phương có nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn, vẫn đang triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt thấp hoặc chưa có kết quả. Tuy nhiên, vẫn chưa báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiến độ thực hiện. Chính vì vậy, trong năm 2019, các bộ ngành địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước phải hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời, thủ trưởng, người đứng đầu các bộ ngành địa phương, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc triển khai thực hiện đúng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.